Nhưng ngày hôm nay thì Sosa không có mặt. Cơ hội dành cho các cầu thủ Brighton. Cánh phải, Mitoma, Mitoma, đội vào 1-0 cho các cầu thủ Brighton. Ngay ở những giây đầu tiên của hiệp đấu thứ hai đã có được bàn thắng. Và những cầu thủ được kỳ vọng nhất, đó là Mitoma và Solimac, đã tỏa sáng. Không hề có một tình huống việt vị nào cả. Sai lầm rất đáng trách của Real Madrid. McAllister đã là người đã lấy được trái bóng. Khá hay cơ hội cho Brighton. Xhosa vào. Hay không cho Mộng Miền. Và đó là Xhosa. Pha chuyền bóng nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm tới từ vị trí của Pascal Gross. Rất tinh tế sau đường chuyền của McAllister để đưa bóng tới chỗ của Xhosa. Và ở tư thế đối mặt, không có lý do gì để Xhosa có thể bỏ lỡ thời cơ ngon ăn như thế này cả. Một lần nữa thì Lukas Fabianski đã phải vào lưới nhặt bóng. Dulan Luis, Martin, hợp lý cơ hội. Đối lập, đó là Dulac Luiz. 2-0 cho Aston Villa. Aston Villa đã có một tình huống phối hợp thẳng trung lộ và khiến cho hệ thống phòng ngự của Tottenham Hotspur không thể làm gì hơn. Những người Brazil đã ăn mừng với nhau. Và chúng ta hãy cùng xem lại tình huống Marquinhos để mất bóng. Không ai theo kèm Dulan Luiz trong tình huống này cả. Bissouma đã để lỏng. Ben Davies quay trở lại trách cứ tiền vệ của Tottenham Hotspur khi anh đã lùi về không kịp. Một đường chuyền quá dễ dàng của Marquinhos dành cho Dulan Luiz. 2-0 cho đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery. Con số là 7 trận sạch lưới. Đây là pha thoát xuống đến từ Miguel Almiron. Almiron phối hợp khai Miguel Almiron. Không thể cản nổi Almiron vào lúc này. 2-0 cho Newcastle. Một pha đi bóng sắc như dao cạo của Miguel Almiron. Và những cổ động viên đã cất công đến với Leicester City từ vùng Đông Bắc nước Anh đang vui mừng phát điên trên khán đài. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Miguel Almiron rõ ràng đã là người lập công lớn. Xuất phát từ anh lăng cánh phải, anh đi bóng vào trong. Và sau đó phối hợp 1-2 cùng với đồng đội của mình để xuyên phá hàng thủ của Leicester City một cách rất dễ dàng. Quá khéo léo. Một pha bóng đầy tinh tế của Almiron khi luôn lách giữa vòng vây các cầu thủ áo xanh và vẫn tìm ra một vị trí rất khó để có thể đánh bại được thủ thành của Leicester City là Danny Wood thêm một lần nữa trong trận đấu này. 2-0 rồi. Rất tốt Watkins. Đây là Jacob Ramsey. Cơ hội đường chuyền vào, dứt điểm và tỷ số được mở dành cho các cầu thủ Aston Villa. Jacob Ramsey chính là người đã mở ra cơ hội vừa rồi với đường mở bóng dành cho Liam Bailey. Và cầu thủ người Anh cũng đã là người kết thúc tình huống bằng một pha dứt điểm một chạm cực kỳ chính xác. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống đã dẫn tới bàn thắng này. Một cú dứt gót rất hay của Lee Watkins. Cánh phải rất trống trải với Liam Bailey và cũng không ai theo kèm Jacob Ramsey. Pedro Porro khi phát hiện ra bắt đầu bứt tốc thì đã quá muộn. Oliver Skip ở đâu, Højbjerg ở đâu trong tình huống này? Tất cả bọn họ đều bị hút theo bóng và không ai để ý pha xâm nhập âm thầm của Jacob Ramsey.
đánh đâu, cột xa, đánh đâu, hat-trick của Erling Haaland. Giới hạn nào dành cho Erling Haaland này? Những đường bóng bổng liên tiếp của cầu thủ Manchester City. Có sự điệu đà, có sự mạnh mẽ và có sự hiệu quả trong cách mà Manchester City phối hợp để tạo ra bàn thắng này. Hai cú hat-trick trong hai trận đấu liên tiếp của Erling Haaland. Gabriel Jesus, Fabio Vieira chuyền bóng vào, dứt điểm, 1-0 cho Arsenal. Martin Odegaard, 1-0 cho pháo thủ. Và phối hợp rất hay của đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Hoàng Anh, và họ đã có được điều mà mình cần. Martinelli sau một loạt những tình huống đi bóng từ ngoài biên vào đã đưa bóng ngược lại qua cánh trái. Zinchenko rồi Gabriel Jesus đến Fabio Vieira. Vieira đã có một pha xử lý rất hay. Pha tiếp bóng đầu tiên đã giúp cho Fabio Vieira kéo được thủ thành Juesa ra khỏi khung thành, đồng thời cũng mở ra góc để anh thực hiện một tình huống chụp bóng tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để cho Martin Odegaard ghi bàn thắng mở tỷ số. Nếu như Martin Odegaard không ghi bàn thì Bukayo Saka cũng lập công ở tình huống vừa rồi. Bernardo, Alvarez, tiếp tục là Bernardo. Cú đúp của Erling Haaland, 3-2 cho Manchester City. City đã ngược dòng thành công trên sân nhà. Hiệp 1 là một hiệp đấu rất chật vật, rất khó khăn của Erling Haaland. Nhưng khi mà Pep gia tăng thêm hỏa lực trên hàng công thì không gian xung quanh Erling Haaland đã trở nên rộng hơn. Và dứt điểm hụt của John Stones đã trở thành pha kiến tạo cho Erling Haaland. Lại một lần nữa, Bernardo Silva in dấu giày và pha lập công này. Aaron Wan-Bissaka, Garacho, Lukshaw, cơ hội, tỷ số là 2-0 dành cho Manchester United. Đây đã là bàn thắng thứ 10 của Marc Rashford cho Manchester United ở ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Hoàn toàn không có lỗi miệt vị của số 10 bên phía Manchester United. Chris Richard và Mark Weah, hai trung vệ của Crystal Palace, đã lãng quyền Marc Rashford ở trong pha bóng này. Chris Richard thì di chuyển lố đà. Cơ hội cho Brighton, Solimas, Mitoma và không cho Brighton. Đó là Mitoma. Chúng ta cùng xem lại một tình huống truyền lên không tốt của thủ West Ham, và ngay lập tức các thủ Brighton đã có một pha xử lý cực hay. Solemas đã nhảy búa trước hàng phòng ngự của West Ham trước khi truyền bóng để cho Pascal Gross kiến tạo giúp Mitoma điền tên mình lên bảng tỷ số. Hàng thủ của West Ham đã bị đánh bại một cách hoàn toàn